U23 Việt Nam tạo nên địa chấn khi vào nhóm 8 đội mạnh nhất châu Á. Mới đây nhất, trang Footy Ranking cũng đã gây nên bất ngờ lớn khi cập nhật BFZ các đội tuyển U23 châu Á. Theo đó, U23 Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 8 châu Á, xếp trên cả Trung Quốc và Iran, ở trận giao hữu thứ 2 và cũng là cuối cùng tại UAE nhằm chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022. U23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đối thủ Kyrgyzstan với tỷ số đậm 3-0. Qua đó có màn chạy đà cực tốt cho chiến dịch VLU23 châu Á chuẩn bị diễn ra. Trước đó ít ngày, thầy trò huấn luyện viên Park cũng đã có trận hòa 1-1 trước U23 Tajikistan. Sau trận giao hữu gặp Kyrgyzstan, ông Park loại 3 cầu thủ trước khi hút danh sách 23 cầu thủ sang Kyrgyzstan vào ngày 21 tháng 10 tới để tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. Nói về tiêu chí lựa chọn cầu thủ, trợ lý Chu Ngọc Cảnh chia sẻ, những cầu thủ nào đã thể hiện được phong độ tốt nhất, ổn định nhất và thi đấu tốt trong hai trận đấu vừa qua sẽ được lựa chọn. Mới đây nhất, trang Footy Ranking cũng đã gây nên bất ngờ lớn khi cập nhật BFZ các đội tuyển U23 châu Á. Theo đó, U23 Việt Nam với điểm trung bình là 25,897 đang đứng ở vị trí thứ 8 châu Á, xếp trên cả Trung Quốc và Iran. BFZ của Footy Ranking đưa ra dựa trên kết quả thi đấu của các đội U23 tại các giải U23 cấp châu lục trong 3 kỳ gần nhất. Theo đó, với những gì mà thầy trò huấn luyện viên Park đã thể hiện ở năm 2018 thì The U23 Việt Nam đã vươn mình trở thành một thế lực thực sự ở châu Á. Hiện tại, theo bảng xếp hạng của Footy Ranking thì The U23 Hàn Quốc đang đứng top 1 châu Á, đội đứng thứ 2 là Uzbekistan. Thật bất ngờ khi ông lớn châu lục là Iran lại chỉ đang đứng ở hạng 15.